Con xin chào thầy Nguyễn Đức Trường, con xin chào các thầy cô giáo cũng như thầy các bạn học sinh. Con tên là Phùng Phương Anh, con năm nay 12 tuổi, con học lớp 7A trường trung học cơ sở Phùng Phương. Và ba điều nói về con là hiếu thảo, trung thực và tự tin. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Và con đây là lần thứ hai mà con tham gia hội trại hè Hayward Camp do Học viện Nhân Hòa Việt Nam tổ chức. Thì con có ấn tượng với hai phần. Phần thứ nhất đó chính là về chúng ta được tham gia những cái thử thách vào buổi chiều ngày 17 tháng 12 năm 2022. Đó là vượt qua những cái thử thách. Và điều thứ hai đó chính là vào buổi tối chúng con được ngồi ở dưới nhà sàn và sau đó có những ngọn nến xếp thành hình trái tim và được thầy Trường nói cho bọn con những lý do để cho bọn con thấy được rằng bố mẹ là nơi để chúng ta yêu thương và giúp đỡ bố mẹ. Vì thế là chúng ta cần phải luôn dành những sự trân trọng với bố mẹ, không nên cãi vã lại hay là quát mắng bố mẹ khi bố mẹ không cho chúng ta. Bởi vì điều duy nhất mà bố mẹ muốn đó chính là cho chúng ta có được sự thành công. Trường cùng tất cả các cô ở học viện đã luôn luôn truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ trong suốt thời gian qua. Và cũng hy vọng là học viện sẽ ngày càng phát triển và hỗ trợ được thật là nhiều các bạn nhỏ trên cả nước. Thấy cái sự rõ ràng nhất, cái sự thay đổi của bạn ấy là những cái thói quen hàng ngày. Ví dụ như cái việc mà chăm sóc sức khỏe và ngày mẹ em thì bệnh đau cổ vai gáy. Bình thường là ngày xưa các bạn chưa học, giờ các bạn làm các bạn thấy việc này nó không quen ấy. Bây giờ thì bạn đã thực hiện được hàng ngày. Bé gặp những cái vấn đề trục trặc giữa mẹ và bé, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình giải quyết mình sẽ rất là nổi nóng, nên là mình dừng lại và mình nói chuyện với thầy và nhờ thầy giải quyết. Đấy, và mình thấy là thầy rất là tận tâm, thầy có nhắn tin trao đổi với mình này. Thầy gọi con để nói chuyện với con này và mình thấy con đã thay đổi. Có rất nhiều trò chơi, trải nghiệm mà các con được mở rộng cái biên độ. Các thầy cô rất là nhiều về chu đáo, chu toàn về mọi thứ, từ đồ ăn, thức uống, rồi các trò chơi, đầu tư trí não và công sức rất nhiều. Có hai điều tâm đắc nhất. Thứ nhất là con rất thích các trò chơi ở đây. Thì và trò chơi con thích nhất đó chính là trò vượt chướng ngại vật và đội bọn con đã giành chiến thắng. Thứ hai là thầy Nguyễn Đức Trường là một người quan tâm đến người khác. Thầy chỉ cho những bài học hay, nhất là vào buổi tối ngày 17 tháng 12 năm 2022. Thầy đã cho bọn con ngồi trong nhà sàn và thầy thắp lửa và thầy đã nói khiến con cảm động. Cái thầy, ba mẹ của các con tóc đã bạc và họ bắt đầu phải nhờ vả các bạn rồi. Con ơi, con đừng chơi nữa có được không? Con ơi, con nghe mẹ có được không? Con ơi, con cho nhỏ tí đi. Giờ mẹ đã lẫn rồi, mẹ không nghe được âm thanh to nữa. Hay và bây giờ thì con có cảm xúc như thế nào với mẹ của mình? Sao? Con thương nó. Từ bữa vì đã đồng hành với con suốt đoạn đường. Mặc dù con vẫn làm mẹ buồn, nhưng mà mẹ vẫn luôn tha thứ và sẽ cho nó đêm cho con. Con chỉ cảm ơn mẹ. Con xin lỗi mẹ, mình xin lỗi với mẹ. Và thế đấy con sẽ sửa sai và không làm mẹ buồn, thất vọng nữa. Và là sẽ làm mẹ vui, không làm mẹ buồn. Để mẹ luôn có nụ cười nở trên môi. Để có nụ cười đấy của mẹ không bị vụt tắt ạ. Học viện Nhân Hòa Việt Nam, yeah! Sao? được đồng hành cùng các thầy cô và các bạn trở trong Học viện Nhân Hòa Việt Nam. Điều con ấn tượng ở thầy nhất là thầy là một người rất là giàu tình cảm. Thầy đã giảng cho chúng con những bài học rất bổ ích về lòng hiếu thảo của mình dành cho ông bà, cha mẹ, và từ đó có thể rút ra kinh nghiệm cho mình. Và thầy là một người thầy rất là tận tâm với học sinh. Và con cảm ơn tất cả các thầy cô và Học viện Nhân Hòa Việt Nam đã cho chúng con một buổi cắm trại vui vẻ và đầy ý nghĩa. Con cảm thấy những bài học của thầy bổ ích. Điều con ấn tượng nhất ở đây là được đốt lửa trại và kéo chơi trò chơi kéo co. Bọn con đã thắng và trong lòng bọn con cảm thấy rất là tự tin về chính bản thân mình. Còn thầy Nguyễn Đức Trường, thầy luôn che chở, bao bọc chúng con, luôn chăm sóc thật chu đáo cho chúng con để chúng con có một buổi cắm trại thật vui vẻ. Cùng các thầy cô khác cũng luôn mang lại niềm vui và tiếng cười cho chúng con. Cắm trại 2 ngày 1 đêm, em cảm thấy rất là vui vẻ, sảng khoái, và trò chơi mà em thích nhất là chính là trò chơi băng qua dây và giữ thăng bằng. Sau khi em chơi thì mặc dù tụi em chỉ cấp 3 nhưng em vẫn rất vui và nhiều bài học. Em thấy thầy Nguyễn Đức Trường là một người nhiệt tình, vui vẻ và luôn biết lắng nghe người khác. Xin chào.